rất là nhiều thuốc tây không khỏi. Thì đến cách đây hơn một tháng thì em cũng có biết đánh sáu vùng hệ bạch huyết. Em cũng thử một tuần và em thấy là tự nhiên em thấy người rất là khỏe. Thế là em xem trên mạng thấy có thông báo lớp học của thầy, em về đây em học, thì đến hôm nay em học đã được 3 tuần rồi. Thì em cũng áp dụng để đánh 8 cái vùng hệ bạch huyết và xoa mặt, quay cổ tay. À, em thấy là một tuần sau thì em cũng thấy người rất là khỏe và em đã bỏ hoàn toàn thuốc tây đến nay được gần 2 tuần rồi. Hiện tại thì em rất là khỏe và em cảm thấy rất tự tin và có hy vọng là bệnh của mình sẽ không bao giờ phải dùng thuốc tây nữa. Em rất cảm ơn thầy. Vâng, bên trước đây thì bệnh của em thì cứ ngày một nặng thêm không khỏi. Thì bác sĩ của em cũng nói là chỉ có một phương pháp duy nhất là có thể chữa khỏi bệnh của em, đấy là việc ghép tế bào gốc. Nhưng mà ghép cái đấy thì nó cũng có nhiều rủi ro, nên là em cũng chần chừ chưa dám làm. Thì đến bây giờ thì bệnh của em đã tiến triển tốt thì em biết chắc chắn là mình không thể sử dụng cái phương pháp ghép tế bào gốc nữa. Rồi đi cả ngày đi Vĩnh Long chơi thì em cứ khoảng 1-2 tiếng thì em lại đánh 8 vùng hệ bạch huyết, thì em thấy cũng bình thường, sức khỏe rất là tốt. À, trước đây thì mình lúc nào cũng bị rụng tóc, mệt mỏi. Và nhưng mà đến bây giờ thì sau một tuần đánh 6 vùng hệ bạch huyết thì tóc của mình không bị rụng nữa. Và đến thực sự là rất là bình thường và không bị rụng tóc. Đến bây giờ thỉnh thoảng mình cứ cào đầu để xem có rụng không, nhưng mà không rụng sợi nào ạ.